Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức quanh ta. Vâng thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Kiến thức quanh ta sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Tàn chi lệnh của tác giả Trần Thanh Vân. Phần thứ 20. Hồi thứ 22. Ngày tàn của chủ nhân lệnh xé xác. Lúc bấy giờ Quỳnh Giao mang một tâm trạng hết sức chua xót lòng buồn thương nàng đâu có thể ngờ rằng một người trai trẻ mà nàng thầm yêu bấy lâu nay lại là chủ nhân lệnh xé xác một nhân vật khủng bố máu tanh tầng gieo run sợ hãi hồng khắp trốn võ lâm chẳng khác nào một tên đại ác ma ghê tẩm nhất trên đời quả thật không thể nào tưởng tượng nổi thật lâu bắc phong hòa thượng mới lạnh nhạt hỏi chí tôn bây giờ ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta ngươi còn nhớ ngày còn ở ngôi chùa cổ đã hứa với ta những gì không chí tôn ngập ngừng đáp Tiểu đồ thật không nhớ rõ lắm Xin lão tiền bối nhắc lại những lời hứa hẹn đó Xem thử thế nào Lão hòa thượng nghiêm nghị thốt Lúc trước ta có bảo ngươi một điều Khi dạy cho ngươi hai món võ sở tuyệt của ta Lưu vân phất huyệt và phất thổ suy phong Là nếu sau này ngươi ỷ lại vào công lực của mình Theo con đường hắc đạo sát phạt các cao thổ võ lâm Thì ta sẽ không dung tỉnh Và chính ngươi đã hứa hẹn với ta trước lúc rời khỏi tòa cổ miếu có phải vậy không? khẽ gật đầu chí tôn đáp vâng quả đúng như lời lão tiền bối vừa nói ngài lão tiền bối cứu tiểu đồ thoát khỏi bàn tay dâm độc của chiêu hồn điệp tần mỹ nương tiểu đồ từng có hứa hẹn một lời như thế bác phong hòa thượng trỏ tay qua những xác chết của bọn âm ma bảy la liệt trên mộ địa trầm khiếp hỏi thế giờ ngươi đã hạ sát rừng này cao thổ ngươi nghĩ sao những lời hứa hẹn trước với lão hòa thượng ngông này sắc mặt trí tôn bỗng trở nên lạnh lùng trang bình thản đáp Thực ra việc làm của tiểu đồ không có gì gọi là hiếu sát cả. Hành động này thú thật với lão tiền bối tiểu đồ chẳng chút gì cắn dứt lương tâm. Trái lại đó là con đường chính đạo mà tiểu đồ đã vạch từ lâu. Bác Phong Hòa Thượng vùng cười quái gở Hà hà hà. Này tiểu tử Chắc hẳn ngươi cho lão Hòa Thượng ngông này không có tay mắt hay sao mà hòng nửa dối. Chí Tôn Lãnh Đạm hỏi. Xin lão tiền bối cho biết những tội ác của tiểu đồ đã làm lão hòa thượng trợn hai cặp mắt phóng ra hai luồng sáng kinh dị tội ác của ngươi ấy à một trận thảm sát gần hai trăm cao thủ đêm trăng nọ tại sân cỏ thất lý bình có phải bàn tay ngươi tạo ra chăng trí tôn luật mạnh đầu đúng như thế cách đây mấy hôm ngươi lại xông vào tổng đàn tử văn bang sát hại gần hết môn đồ của bang chủ lý văn hạo có đúng không quả như lời lão tiền bối đã bảo quét cặp mắt thần quang qua đống thịt vụn của bọn cao thủ âm ma lão hỏa thượng nói và bây giờ gần hai mươi cái xác chết tại đây đã đổ tội cho ngươi chưa đôi lông mày trí tôn hơi cong lại tất cả ba trận huyết chiến đó đều do sự bắt buộc mà ra trong thâm tâm tiểu đồ chẳng muốn như vậy ha 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 với võ công tột bực của ngươi ngày nay đâu có thể một ai bắt buộc ngươi phải sát hại mạng người giường đó đột nhiên trí tôn thét căm hận nhưng bọn cao thủ giang hồ đã không chịu để yên cho tiểu đồ Đã một lần lão ma đầu Lý Văn Hảo và sư diện quái ma quật chết tiểu đồ tại Nghiệt Long Đảm Lần thứ hai suýt bỏ mạng giữa liệt dương trưởng của liệt dương quái lão tại sân cỏ thất Lý Bình Mỗi tử thu ấy chẳng lẽ trong giây phút quên lãng được Lão tiền bối nào bậc cao minh sao không nghĩ đến tiểu ấy Ta vẫn biết mối thâm thủ đó ngươi phải trả là một hành động chính đáng của Trang Thiếu Hiệp nhưng ngươi đã lạm sát đến gần mấy trăm mạng để rửa nhục xưa mà có thể gọi là đúng hay sao? Chí Tôn nghẹn lời dây lâu chẳng khô khăn hỏi. Theo lão tiền bối hiện ra xử trí thế nào về mọi việc xảy ra từ trước đến giờ? Bác Phong Hòa Thượng chậm giọng đáp. Đã đến lúc cần phế cái võ công của ngươi để cứu vãn bao nhiêu sinh mạng người chưa bị hại vì tay ngươi. Lời nói khẳng khái của nó Hòa Thượng khiến Chí Tôn phải rung động trong người chàng tháo lui một bước chiếu cặp mắt sáng rực tựa tinh cầu của mình và cặp mắt chéo nhau như ngọn đèn thần của con người quái gở đó tự nhiên tính kiêu căng lạnh lùng bốc hiện lên gương mặt của chí tôn chàng cất giọng đều đều nhưng có hư khiếp thưa lão tiền bối đã mấy lần rồi tiểu đồ phân trần với lão tiền bối rằng cuộc vận sắt này là do một sự bắt buộc mà ra chứ không bao giờ tiểu đồ muốn thế ngày trước đối với tiểu đồ lão tiền bối có cái ơn cứu mạng và truyền dạy cho hai ngọn võ công lưu vân phất huyệt và phất thủ si phong thật suốt đời không quên được vì vậy tiểu đồ cũng đã từng hứa với hai vị lão tiền bối là sẽ thay thế đấu võ công cùng vị cao đồ của lăng di phong để đền đáp lại phần nào cái công lao ấy giờ đây nếu lão tiền bối không thừa nhận tiểu đồ thì xin vĩnh viễn không bao giờ mang ba ngón võ công của hai vị lão tiền bối ra mà dùng trên mặt võ lâm nữa còn việc lão tiền bối đổi phế võ công của tiểu đồ thì thì sao ngươi không nói dứt Giọng nói của trí tôn rắn như sắt Thì tiểu đồ xin vô phép mà đáp lại rằng không thể nào vâng lệnh được Vì trong người của tiểu đồ còn mang một mối thù chưa trả Lời nguyện với sư môn chưa thành tựu Con đường phục hận còn dài Tiểu đồ phải giữ gìn công lực mà thực hiện nó Đến bây giờ lão quái ngư mới chịu mở bừng hai mắt trói loại tinh quang ra dọi thẳng vào mặt trí tôn thăm dò Lão hòa thượng quát hỏi Tiểu tử hắn có nhất định làm trái ngược mệnh lệnh của ta phải không? Chí Tôn bình thản đáp. Tiểu tử không bao giờ có ý định chống lại mệnh lệnh của hai lão tiền bối. Nhưng sự thật chẳng dám vâng theo lời lão tiền bối vừa dạy bảo nhất là trong lúc này. Bác Phong Hòa Thượng xê mình tới nửa trận phát tay áo rộng thổng thỉnh. Thế ngươi chờ ta ra tay phải chăng? Vẫn đứng yên một chỗ Chí Tôn mặt đầy khí giận. Tiểu đồ mong lão tiền bối buông tha cho. Sau một tiếng quát rúng động cả trường, lão hòa thượng giữa hữu trưởng trực đẩy ra một luồng kình phong về phía trí tôn. Thành lệnh Quỳnh Hoa từ phía sau lưng phóng tới chặn ngang bác phong hòa thượng hét lanh lạnh. Lão tiền bối anh ngừng tay. Bác phong hòa thượng dọi cả mắt chéo ngay Quỳnh dao Quỳnh tiểu điệt cản ngăn ta với ý định gì. Xin lão tiền bối đừng hủy bỏ công lực của Dương Tiểu Huynh. Tại sao vậy? vì hành động của Dương Tiểu Huynh chưa đáng phải có một hình phạt quá khắt khe như thế. Nhưng ta nhất định phải hủy bỏ cái võ công của hắn thì sao? Quỳnh Giao trừng đôi mắt tuyệt, thì tiểu nữ sẽ liều sống chết với lão tiền bối phen này. Lão Hòa Thượng giận dữ quát, con bé chớ nên hỗn láo, mệnh lệnh của ta đã truyền ra rồi thì không thể nào thu hồi lại được. Hãy tránh ra cho ta diệt trừ tên tiểu tử ngông cuồng. Hai bờ vai Quỳnh Giao run lên vì xúc động mạnh, giọng nàng trở nên thê thảm vô cùng. Lão tiền với nhất định giết chết dương trí tôn hay sao Hai luồng nhẫn quang lạnh lùng như hai ngọn đèn ma của lão hòa thượng trận nên trông giận toát hồn Dĩ nhiên là như thế ta phải giết chết tên tiểu tử ngông cuồng này Để diệt trừ một đại họa cho võ lâm Bây giờ lão quái ngư mới to tiếng bảo Quỳnh giao cháu hãy lui ra ngoài đừng hỗn hảo với lão huynh mà mang tội đấy Quỳnh giao rúng động cả toàn thân nàng thống thiết nói Tiểu điệt thề chết thì thôi chứ chẳng đời nào để cho lão tiền bối giết chết Dương Tiểu Huynh cả. Tấm lòng nhiệt huyết của Quỳnh Giao khiến cho Trí Tôn vô cùng cảm kích. Chàng hiểu ngay nàng vì thương yêu chàng mà sinh ra liệu lính đến thế. Nàng đã chống với lão hòa thượng và cả nội tổ nàng lão quái ngư để bảo vệ cho chàng. Trí Tôn nghiêm giọng bảo bắc phong hòa thượng. Một lần nữa tiểu đồ xin lão tiền bối hiểu cho rõ về mối thù của sư môn chưa trả. Mà tiểu đồ đã phải làm nghịch lại mệnh lệnh chứ thật sự tiểu đồ không có ý chống lại nhị vị lão tiền bối. Quỳnh Giao nói tiếp, cứ theo như lời bác phong lão tiền bối, thì ngày trước có truyền dạy cho riêng tiểu huynh hai ngón võ công tuyệt bậc. Vậy vừa rồi tiểu huynh đã hứa với lão tiền bối kể từ đây trên trốn giang hồ chẳng bao giờ đem ra dùng nữa. Thì còn lẽ gì lão tiền bối nặng nặc đòi cho kỳ độc hủy hoại võ công của tiểu huynh? Lão tiền bối là bậc kỳ nhân từng được kính nể trong trốn võ lâm mà lại có thể hành động như thế sao? Câu nói sau cùng của Quỳnh Giao khiến Bắc Phong Hòa Thượng lấy làm bậc mình khó chịu vì không thể ngờ năng bênh vực trí tôn đến thế. Thấy bầu không khí nặng nề khó thở trí tôn nói lớn. Nếu lão tiền bối chịu nghe lời của tiểu đồ phân trần tại sao có sự lạm sát vừa qua thì xin kể do lai lịch liền tại đây để hai vị lão tiền bối hiểu rõ tâm trạng khổ sở của tiểu đồ hiện nay. Lão Hòa Thượng thấp giọng Người cứ kể cho ta nghe thở. Nếu việc chính đáng thì ta sẽ liệu ngay còn trái lại ngươi đừng mong rời khỏi nơi đây. Chí Tôn liền thuật rõ câu chuyện mấy mươi năm về trước. Hai trăm cao thủ cam độ bang bị bọn hắc đạo giết chết. Sư phụ chàng thoát khỏi đến ẩn trong hang núi Vo Lăng luyện cây tản chi quái đao để trả mối thâm thổ đó. Một hôm mưa tuyết đầy trời. Sư phụ chàng lại bị lũ ác ma xông vào huyệt động chém cột hẳn hai chân và gần hai mươi vết thương trên mình trước khi chết lưu lại cái di trí cho chàng vì vậy chàng mới mở ra một kiếp phận sát máu tanh để làm tròn lời chối chăn của người đã khuất chàng ra mặt giang hồ từng bị suýt chết vì bọn ác đạo và gần đây chẳng hiểu sao giáo chủ âm ma lại phái rất nhiều người theo dõi hành tông và ám hại chàng nên chàng mới nhúng tay vào máu của bọn chúng trước sau trí tôn đều kể lại cho bác phong hòa thượng và lão quái ngư nghe rồi chàng giết căm hờn có hai hàm răng cắn chặt Chính vì vậy mà tiểu đồ không thể nào ngừng tay được. Sư phụ sẽ chua xót ở dưới tuyền đài khi thấy tiểu đồ sao lãng cái di trúc của người phó thác. nên rồi chẳng may hai vị lão tiền bối không niệm tình mà tha thứ cho cái cảnh ngộ hết sức bi đắt của tiểu đồ. Thì tiểu đồ xin vâng chịu theo định mệnh hoặc cho lôi cuốn đến đâu hay đến đó chứ không làm sao hơn được. Chẳng những bác phong hòa thượng nghe qua kích động cả tâm hồn, mà lão quái ngư luôn cả quỳnh giao cũng phải bồi ngồi trước thảm cảnh của chàng trai trẻ mới bấy nhiêu tuổi đầu mà đã mang nặng nhiều nỗi đớn đau như cảm thương trí tôn đã hòa thượng ngập ngừng một chút dịu giọng tiểu tử hiện giờ kẻ tử thù cam lộ bang còn bấy nhiêu người chí tôn thành thật đáp thưa lão tiền bối còn cả thảy năm người năm người đó tên gì ngươi có thể cho tao biết không có gì trở ngại cho ngươi không thưa lão tiền bối không có gì trở ngại cả đó là năm tên đại ác ma xích phát âm ma liệt dương quái lão nhất số ung bất đan quái nạp mộc thông và ngọc diện diêm bả còn bao nhiêu thì đã chết dưới cây tản chi quái đao của tiểu đồ như lão tiền bối đã từng nghe trong mấy tháng nay nghe chi tôn kể rõ tên năm đại ác ma cả bắc phong hòa thượng lẫn nó quái ngư phải kích động người lên công lực tột bậc như vũ lâm song kỳ này mà còn phải ngao ngán thay huống là những tay cao thổ giang hổ khác chỉ nghe tới tên cũng khiếp mặt bay hồn lát lâu lão hòa thượng kích động bảo năm tên đại ác ma mà, mà tiểu tử kể trên xưa kia đã từng nằm mưa làm gió trong trốn vo lâm các cao thủ xưa nay đều khiếp sợ công lực của bọn chúng quả thật kinh thiên động địa chỉ một tên trong lũ ấy cũng khó đương đầu nổi tiểu tử đã một lần bị nạn vì liệt dương quái lão tại thất lý bình có lẽ ngươi còn nhớ rõ ta ngại rằng ngươi cùng một lúc mà phải đối phó với năm tên đại ác ma khủng khiếp đó chưa hiểu rồi đây hậu quả thế nào hồng khí tràn đầy trên gương mặt trí tôn quả cảm. Cho dù công lực của năm tên đại ác ma đó cao siêu đến thế nào đi nữa, tiểu đồ cũng nhất định tận diệt tất cả bọn chúng để hoàn thành cái di chỉ của sư môn rửa hận cho người đã khuất. Nếu chưa đạt thành nguyện vọng tiểu đồ quyết chưa lủi Lão Hòa Thượng và Quái Ngư đồng gật đầu. Quả thật là trí khí. Quỳnh giao hiểu bác Phong Hòa Thượng đã bỏ qua chuyện cố liền tươi cười. Bây giờ chắc hẳn lão tiền bối không còn nặng nặc đòi cho được phế bỏ võ công dương tiểu huynh nữa chứ gì. bắc Phong cười nửa miệng. quỉnh giao ta tạm thời vì tiểu điệt mà thu hồi mệnh lệnh đã ban ra lúc nãy. Nhưng để ngày sau sẽ tính tới. Chí Tôn vui mừng khôn xiết chẳng bước tới cuối đầu. Tiểu đồ dương chí Tôn xin bái tạ nhị vị lão tiền bối. Lão hòa thượng trầm giọng bảo. Tiểu tử mặc dù việc báo phục sư cầu của ngươi là chính đáng cần phải hoàn thành cái di chỉ của sư môn nhưng lần nữa khuyên ngươi hãy vì đức khiếu sinh của con người đừng đi sâu vào kiếp phận sát như từ trước đến giờ. Để rồi một ngày nào đó không phương cứu vãn. Vẻ hối hận tràn trên gương mặt trí tôn khe khẽ đáp. Xin vâng lệnh lão tiền bối. cử chỉ ấy làm cho Quỳnh Giao cảm thấy thương yêu trí tôn. Nàng nhìn chàng bằng đôi mắt dịu ánh sáng ngầm chứa thiết tha. Lão quanh người cũng đã hiểu rõ câu chuyện Quỳnh Giao và trí tôn. Lão ta tán thành trong im lặng chẳng thốt ra lời nào cả bác phong hòa thượng hỏi chí tôn trên bước đường phục hận cho sư môn ta muốn biết tiểu tử rồi đây sẽ đối phó với năm tên đại ác ma ấy như thế nào chí tôn ngẩng mặt lên đáp. thưa lão tiền bối trong năm tên đại ác ma thì liệt dương quái lão và quái nạp mộc thông tiểu đồ đã từng gặp một lần tung tích của họ sau này sẽ kiếm tìm riêng nhất số ung bất đan nghe đâu hiện nay làm chức khổ pháp cho chiêu hồn điệp tần mỹ nương có lẽ nội trong vài hôm tiểu đồ sẽ đến đấy chỉ còn xích phát âm ma từ trước đến nay chưa gặp một lần nào Nhưng tiểu đồ cũng nhất định đi suốt giang hồ phong tìm ra manh mối Còn Ngọc Diện Diêm bà tiểu tử đã rõ nơi nào chưa Chợt nhớ lại ngọn cổ sơn có cái vực sâu ngàn trượng Quanh năm sương tỏa mịt mờ trí tôn sáng rực ánh mắt theo chỗ tiểu đồ dọ biết thì có thể Ngọc Diện Diêm bà đã gần nó trong ngọn cổ sơn cách thành Nam Sương gần 100 dặm. Lão Hòa Thượng hết sức kinh dị do đầu người hiểu được ngọc diện diêm bà trên ngọn cổ sơn đó thưa lão tiền bối cách đây ít hôm tình cờ tiểu đồ theo đuổi hai bóng thiếu nữ mặc toàn trắng lên ngọn cổ sơn tới cái vực sâu ngàn trượng phía dưới không hiểu từ đâu mây khói tỏa mờ dù một con chim cũng khó bay qua nổi tiểu đồ dừng lại thì gặp ngay lão tiền bối phi lôi ngũ ưng mời tiểu đồ về động và bảo rằng ngọc diện diêm bà hiện trú ẩn dưới vực sâu ấy ở đấy canh giữ đã mười lăm năm trời mà chưa vượt qua nổi bên kia khe núi đã lạ lùng bắc phong hòa thượng lại càng lạ lùng thêm hơn ồ tại sao phi lôi ngũ ưng canh giữ cái vực sâu ngàn trượng ấy mà làm gì người có hiểu điều gì không theo tiểu đồ được biết phi lôi ngũ ưng ngày trước là anh em kết nghĩa của thiên hạ đệ nhất kiếm phạm thiên hoa theo lời đồn đã trên trốn giang hồ thì kiếm khách đã bị hại dưới bàn tay dâm quỷ của ngọc diện diêm bả vì vậy lão ta chờ trên miệng vực để thăm dò tung tích của người bạn cố chi còn sống chết thế nào Lão ta có hẹn với tiểu đồ năm sau sẽ tái ngộ trên ngọn cổ sơn này. Bác Phong Hòa Thượng khe khẽ gật đầu lẩm bẩm. Ngọc Diện Diêm Bà là một tay dâm độc tuyệt. Cũng rất có thể cô ả à, chú trên ngọn cổ sơn lắm chứ chẳng không. Bây giờ lão quái ngư mới nhìn chí tôn bảo. Cách đây 20 năm về trước gặp thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Tiên Hoa mấy lần. Trong diện mạo của tiểu tử giống hệt hắn hai giọt nước không sai một chút nào hết. Bớt ra trí tôn rúng động tận đáy lòng từ ngày xuất hiện trên trốn vo lâm nhiều lần chẳng đang nghe như thế nên khiến cho chàng bỗng nảy sinh một mối hoài nghi dĩ vãng của mình có liên hệ đến thiên hạ đệ nhất kiếm phạm thiên hoa đột nhiên một ý nghĩ hiện nhanh lên óc trí tôn thành linh chàng hỏi lão quái ngư thưa lão tiền bối có phải thiên hạ đệ nhất phạm thiên hoa là đồ đệ của tây nhạc lăng di phong không người bảo đúng đấy phạm thiên hoa chính là cao đồ của lão ấy đấy Lão Lăng Di Phong có tất cả mấy cao đỏ Lão tiền bối có rõ không Lão quái ngư lắc đầu Điều ấy ta không được rõ lắm Thất vọng hiện lên gương mặt dây lâu trí tôn thở nhẹ Đến bao giờ tiểu đồ thay thế cho hai vị lão tiền bối Đến ngọn vu sơn đấu võ tranh ngôi bậc thiên hạ Đệ nhất nhân cùng cao đỏ của Tây Nhạc Lăng Di Phong Lão tiền bối có định chắc chắn ngày giờ chưa Bác Phong hỏa thượng chen vào đáp Cũng chính vì việc này mà hai ta đi tìm tiểu tử ở đây vì thời gian quá cấp bách còn nhiều việc phải làm nên ta đã hẹn lại với lão tây nhạc lăng di phong ngày rằm tháng sau hội kiến vậy tiểu tử hãy nhớ lời ta dặn đêm ấy phải có mặt tại sân vọng nguyệt trên ngọn vu sơn chớ nên trễ nải chí tôn có vẻ kinh ngạc ngày rằm tháng sau chứ không phải năm năm tới đây như lời giao ước trong thư của lão lăng di phong sao hạ tiền bối đúng vậy ngày giờ đã hết không thể kéo dài thêm lâu nữa tiểu tử ạ à. ngươi đã nhớ rõ rồi đấy chứ Chí Tôn ngoan ngoãn như một tên môn đỏ hiền lành. Vâng tiểu đồ đã nhớ rõ. Cho đến ngày giảm đêm ấy sẽ tuân lệnh lão tiền bối mà đến đó. Mồm tuy đáp lời bác Phong Hòa Thượng một cách bình thản nhưng trong lòng Chí Tôn lúc ấy vô cùng khích động. Giang tự nghĩ thầm. Tây Nhạc Lăng Di Phong là một đại kỷ nhân tiếng tâm chấn động giang hồ. Đến như bác Phong Hòa Thượng và lão Quanh Ngư còn bị thảm bại. Môn đồ của lão chắc chắn vô công tột bậc trong đời có thể ngăn ngỡ cùng sư phụ hôm nay ta thay mặt cho hai lão tiền bối đến tháng sau đến ngọn núi vua sơn nhận cuộc đấu võ tranh ngôi bậc ấy chưa hiểu thắng bại lẽ nào lòng ta thật lo no ngại không yên chút nào cả tuy vậy trí Tôn vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm tĩnh chẳng hề để hiện nét ưu tư trong thâm tâm của chàng cho bắc phong hòa thượng và lão quái ngư nhận thấy thành linh lão quái ngư dọi hai luồng tinh quang sáng vào mặt trí Tôn trầm nghị hỏi Tiểu tử trải qua bước giang hồ bấy lâu nay người đã có một lần nào nghe qua câu chuyện ly kỷ giữa thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa và Ngọc Diện Diêm Bà chưa? Nghe nhắc đến tên Ngọc Diện Diêm Bà, Chí Tôn khẽ rúng động cả người trắng ấp ống rồi đáp giới. Thưa lão tiền bối, tiểu đồ chưa được nghe đến câu chuyện hai người ấy một lần nào cả, chắc hẳn hai vị lão tiền bối biết rõ việc ấy. Lão Hòa Thượng nói to, ô hay sao lão huynh lại lẩn thẩn thế? Chúng ta còn nhiều việc phải làm Nhắc chi chuyện cổ dích ngày xưa ấy Lão hòa thượng ngông này đi mấy ngày đêm Đã thấy mỏi cả chân rồi Vậy chúng ta hãy đến gốc cây kia ngồi trò chuyện Hai già hai trẻ cùng xê mình tới một gốc cổ thụ ngồi xuống đấy Quỳnh giao cứ liếc chí tôn Rồi lại nhìn hai lão quái Chờ nghe câu chuyện nửa chừng bị ngắt quãng Còn trí tôn thì miên man nghĩ ngợi Đến cái thân thế mơ hồ của mình Với hình dáng giống nhau lạ lùng của chàng và Phạm Thiên Hoa, mà đã nhiều lần các kỳ nhân cao thổ trong võ lâm đều nhận như thế chàng có liên hệ gì với đứa bé phạm thừa tý chàng có phải là giọt máu rơi của ngọc diện diêm bà và đệ nhất kiếm phạm thiên hoa chăng tại sao phạm thiên hoa mất tích gần hai mươi năm trở nay đến cả thiên sơn long nữ và phi lôi ngũ ưng cũng phải đi tìm Về cao đổ tây nhạc lăng di phong sắp tranh ngôi bậc cùng chàng ở ngay dăm tháng sau là ai có phải phạm thiên hoa không ngần ấy câu hỏi quay quần đảo lộn trong đầu óc trí tôn chẳng phút giây nào phai lãng, chàng hết sức bối rối cho chính thân mình. Trong khi Quỳnh Giao ngồi chờ nóng nảy muốn biết câu chuyện về kiếm khách Phạm Thiên Hoa và Ngọc Diện Diêm bà nàng nói giọng nũng nịu với lão quái ngư. Nội tổ à, sao nội tổ không chịu kể chuyện ly kỳ của Phạm Thiên Hoa với Ngọc Diện Diêm bà cho tiểu điệt nghe? Lão quái ngư bỗng lim dim hai mắt, rồi nhớ lại một hình ảnh quá khứ đen tối não nẻ, dây lâu chậm chậm đáp. Tiểu điệt hãy lắng nghe ta kể đây, Cách đây gần 20 năm về trước trên trốn võ lâm có xuất hiện một chàng thiếu hiệp võ công tuyệt đỉnh siêu phạm. Đó là kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Bởi chàng ta có cái gương mặt đẹp tuyệt thế lại tiếng tăm đang đổ lấy lửng Nên rất nhiều thiếu nữ theo đuổi mê mệt. Các cô ả si tình không kể gì mạng sống chỉ mong được thương yêu Phạm Thiên Hoa mà thôi. Nhưng tính tình của Phạm Thiên Hoa rất lạnh lồng sắt đá. Bao nhiêu thiếu nữ sinh tươi đến quỳ bên gối chàng ta sẵn sàng hiến dâng tất cả tiết trinh. Vậy mà chàng ta vẫn một mực chối từ Trong bọn thiếu nữ đáng kể nhất là Thiên Sơn Long Nữ. Nữ đồ đệ của lão đồ thiên dị tẩu trung ly mộng hoảng. Có cái sắc đẹp kiều diễm vượt hẳn mọi người. Vì yêu đương mà phải bỏ dở cả đường võ công. Theo đuổi bên lưng Phạm Thiên Hoa như bóng với hình. Nàng này nguyện chiếm cho kỳ được quả tim chẳng. Thế nhưng trái lại ý muốn cô gái này phạm Thiên hoa chẳng hề để ý đến nàng gieo cho nàng một sợ tuyệt vọng chán chường, chí tôn chen vào hỏi nhưng thiên sơ long nữ lão quái ngư cắt phăng câu hỏi tiếp chẳng bao lâu tình cờ kiếm khách phạm Thiên hoa gặp một tuyệt sắc giai nhân nàng đẹp mê hồn đến nỗi bất cứ cao thủ giang hồ nào thoạt trông thấy phải yêu ngay quỳnh dao lẹ mộm, có phải nàng tuyệt thế bóng giai nhân ấy là ngọc diện diêm bà không nội tổ lão quái ngư gắt quỳnh tiểu đượt chớ xen vào hãy nghe ta kể đây kiếm khách phạm thiên hoa yêu ngay thiếu nữ tuyệt sắc ấy đột ngột trong giây phút ấy Bác phong hòa thượng hướng ngay lùm cây rậm rạp cách khoảng bốn người ngồi chừng năm trận quát lớn kẻ hắc đạo nào dình núp nghe trộm trong lùm cây đấy nếu không muốn ô nhục thanh danh hãy hiện ra đây xem nào lão quay ngư mở bừng hai mắt chiếu hẳn tinh quang về phía lùm cây xoay tìm bóng người mà Bác phong hòa thượng vừa phát giác chí tôn và quỳnh giao cũng đồng thời dây mặt sang hướng ấy đại chờ tức thì một bóng người nhẹ nhàng như quỷ mị từ giữa lùm cây rậm rạp phóng tới đắp xuống đất một cách nhẹ nhàng đó là một người quái dị hình thù to lớn trên mặt trùm vuông vải đen xuống đến tận vai chỉ chờ cặp mắt toát hai luồng nhuyễn quang lạnh khiếp người bọn người bắc phong hòa thượng cùng đứng dậy một lượt đồng xạ mắt rực rỡ ngay khuôn vải bịt mặt của người quái dị sau một chuỗi cười rúng động cả rừng cây quái nhân cất giọng khàn khàn như quỷ hú ngoài mộ địa ha 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 Ta lấy làm hân hạnh hôm nay được gặp Vũ Lâm Song Kỷ. Thật là duyên kỳ ngộ, có lẽ lâu nay ẩn tích tu hành. Vì cảnh chùa vắng vẻ quạnh như không chịu nổi nữa nên xuất hiện lại trên giang hồ trăng. Nghe những lời lạnh lẽo âm u của quái nhân, Bắc Phong Hòa Thượng hiểu ngay lịch duyệt giang hồ không ít. Nên thoạt nhìn đã nhận ra lão ta và lão quái ngư, đồng thời thốt lên lời khiêu khích ngạo mạn rồi. Lão Hòa Thượng cất tiếng cười ha ha, ha ha ha. Các hạ đã đến đây chắc hẳn phải có danh tánh chữ. Quái nhân cất giọng khô khán đáp Dĩ nhiên là phải có Hòa thượng ngông ta bình sinh không thích nghĩ ngợi lâu Các hạ là ai hãy khai tên họ cho mau Quái nhân buông thõng Âm ma giáo chủ Lời quái nhân thốt rút Bốn người có mặt tại trường bất giác rúng động cả người lên Bác Phong Hòa Thượng trận cặp mắt thần, lão quanh ngư giật người nhẫn lực. Mọi người không ngờ quái nhân mang mặt nạ trùm tận vai là âm ma giáo chủ một nhân vật mà từ lâu nay trên mặt giang hồ nghe tới đều run sợ công lực của hắn cao siêu đến bậc nào mọi người chưa rõ được có người được biết là tính tình của âm ma giáo chủ vô cùng âm hiểm hằng nuôi mộng làm bá chủ võ lâm hiện đang thu nạp rất nhiều cao thủ trong hai đảo hắc bạch kích động hơn ai hết là trí tôn chàng không thể nào tưởng tượng được âm ma giáo chủ lại xuất hiện đột ngột trong cánh rừng giả này chàng nghĩ cần phải hiểu rõ cái rộng tâm của hắn theo dõi chàng từ bấy lâu nay nhưng Chí Tôn chưa kịp thốt ra lời nào thì quái nhân tức âm ma giáo trổ đã hướng mặt về phía chẳng khẳng giọng hỏi. Người chính là chủ nhân lệnh xé xác. Chí Tôn rúng động tận đáy lòng nhưng vẫn bình thản gật đầu. Phải đấy chính ta là chủ nhân lệnh xé xác đây. Âm ma giáo trổ cởi quái gở. Ha ha ha. Thế thì hay lắm. Bà giáo chủ hôm nay đến đây quả thực chẳng uổng công chút nào cả. Chí Tôn lạnh lùng hừ một tiếng hai luồng xạ nhẫn trắng rực tinh cầu không rời khỏi âm ma giáo chủ chẳng nao núng trong lòng không ít âm ma giáo chủ lại hỏi tiếp nay tiểu tử không cần phải tìm hiểu thêm chắc hẳn ngươi không chối từ ngươi chính là môn đồ của cam lộ bang chủ dương trấn hoàn ý không cần phải giấu giếm nữa trí tôn khô khan đáp đúng đấy chính ta là môn đồ của lão tiền bối họ dương sợ tình đã hết sức rõ rệt bao nhiêu nỗi thắc mắc mà âm ma giáo chủ phái thật nhiều cao thủ đêm ngày theo dõi tung tích của chủ nhân lệnh xé sắc giờ đây lộ liễu ra rồi âm ma giáo chủ dọi cặp nhẫn quang giận toát hồn xuyên qua hai lỗ thủng vuông đen trùm mặt chẳng hề chớp bác phong hỏa thượng lao quanh ngư và cả quỳnh giao để hướng thẳng về phía âm ma giáo chủ đợi chờ đối phó vì hiểu ngay bầu không khí đã bắt đầu căng thẳng giữa hai tay kình địch rồi trong thâm tâm của chí tôn lúc đó cũng thừa hiểu Âm ma giáo chủ đã có mặt ở bụi cây rậm rạp kia rất lâu, chắc chắn đã trông thấy rất rõ ràng lúc bắc phong hòa thượng lột bỏ mặt nạ thiếu niên xấu xí của chàng. Nên thoạt đầu hắn quả quyết chàng là chủ nhân lệnh xé xác như thế. Vì vậy vừa rồi chàng đã thản nhiên nhận mình là con người khủng khiếp máu tanh đó, biết có chối cãi cũng không thể nào được. Vương vải đen bịt mặt khẽ nhích động giọng nói của âm ma giáo chủ như từ ngôi nhà mổ vọng lại. Tiểu tử chỉ trong vòng 2 tháng nay đã sát hại trên 50 môn đồ của bản đạo. Hôm nay ta gặp ngươi rồi vậy món nợ máu xương này ngươi phải nghĩ sao? Chí tôn bình thản đáp. Theo ta hiểu đạo âm ma của các khả xuất hiện trên trốn giang hồ từ xưa ta chưa một lần thổ oán. Nhưng các môn đệ của đạo phái cứ liên tiếp phái người theo dõi ta như hình với bóng không lẽ ta dung tha được. Hơn nữa đang khi ta ra mặt với võ lâm theo cái chí hướng của mình không làm tổn thương đến quý đạo thế mà các môn hạ nặng nặc quả quyết rằng ta là chủ nhân lệnh xé sắc giả hiệu vạch mà ta trước chỗ đông người bọn chúng có chết là một việc đã đành rồi đã từ lâu ta định gặp ngươi nhưng bổn phận ta chưa có thì giờ đến đạo đường được không ngờ hôm nay các hạ đến tìm ta ta tìm ngươi rồi câu chuyện thế nào lời nói chí tôn bỗng rắn như sắt các hạ phải cho ta biết cái nguyên nhân từ mấy tháng nay đã rình rập theo ta và tại sao dám cả quyết ta là chủ nhân lệnh sẽ xác giả hiệu hai điều đó bản giáo chủ không thể nói cho ngươi biết được ít nhất là trong lúc này chỉ một điều cần kiếp ngươi phải trả lời cho ta rõ có phải chính mồm ngươi dọa giết sạch trúng đạo của ta chăng chí tôn trầm nặng đáp quả đúng như lời các hạ vừa bảo nếu các ngươi không chịu trả lời rõ ràng hai điều ta hỏi thì ta nói sao thì hành động như vậy không sai lệch một chút nào âm mà giáo chủ quát to Người thật kiêu căng đến công cực Lời thốt ra chẳng kể gì cả Ta e đến khi hối hận không còn kịp nữa đấy Chí Tôn chẳng chút sẵn lòng Bình sinh bản lệnh chủ không khi nào nói khoác Lời nói và việc làm luôn luôn giống nhau Âm ma giáo chủ trận mắt phóng ra một thứ ánh sáng quái dị khiếp hồn Nhưng kể từ hôm nay Ngươi sẽ không còn cơ hội mang cái mồm đi khoác lác trên trốn giang hồ nữa đấy Quét mắt qua hai mươi sắc chết của đồng bọn một lượt âm ma giáo chủ khẳng khẳng giống to. Ngọ máu phải trả bằng máu ngươi phải chết tại nơi này. Cả bác phong hòa thượng lẫn nó quái ngư đều hết sức phập phòng lo ngại cho trí tôn. Vì hai người biết công lực của âm ma giáo chủ đã đến cõi hư vô mà tánh tình lại hiểm độc bạo tàn. Trí tôn độc đấu khó đương đầu nổi với hắn. Có thể nguy đến tính mạng chẳng nữa. Quỳnh giao vì không rõ sự lợi hại của âm ma giáo chủ. Nàng sẽ đến cảnh trí tôn thúc giục. Giết nó ác ma ấy đi dương tiểu huynh. Sau khi lạnh lùng nhìn âm ma giáo chủ một hồi lâu, trí tôn dây lạnh nói với bác phong hỏa thượng và lão quái ngư. Xin kính mời hai vị lão tiền bối trở gót ra khỏi trường đấu. Và tiểu đồ rất mong hai vị đừng xen tay vào, bởi vì đây là một chuyện riêng thù hận giữa tiểu đồ và giáo chủ âm ma. Chẳng đợi cho bác phong hỏa thượng và lão quái ngư kịp trả lời, trí tôn quay sang quỳnh giao bảo. Quỳnh tiểu é thoát ra ngoài cho mau, không biết làm gì hơn được quỳnh dao hậm hực một giây rồi nàng xê mình ra ngoài ba trận hướng mặt vào hai lão quái cũng lặng lẽ phóng ra đứng gần bên quỳnh dao chẳng ai thốt ra câu nào cả nhưng trong lòng lo ngại cho số phận của trí tôn mọi người đều sợ chàng chết dưới tay của âm ma giáo chủ nhưng thấy chàng cương quyết đòi một mình độc đối với âm ma giáo chủ nên chẳng một ai ngăn cản nữa làm gì lúc nãy đấu nhau vậy chưa với thiếu giáo chủ trí tôn đã biết sức mạnh của ngọn thái âm trưởng như thế nào rồi Bây giờ đương đầu với chính âm ma giáo chủ chẳng không dám tin luồng lưỡng cực chân nguyên của mình sẽ trọi lại kẻ thù hay không. Tuy vậy sự đã lỡ ra rồi, dù phải mất mạng hay bị trọng thương trí tôn vì thanh danh và hồng khí chẳng không thể nào lùi bước được. Lúc ấy âm ma giáo chủ đã xê mình lên nửa trận quát hỏi trí tôn. Người đã sẵn sàng chưa? Gương mặt trí tôn lạnh lùng như mộ địa, người cứ ra tay trước. Bản lệnh chủ sau đó sẽ tiếp vài mươi chiêu chứ có gì mà phải sẵn sàng cho nhọc xác âm ma giáo chủ âm hiểm bảo ngươi đừng trông cậy vào sự ngầm trợ giúp của hai lão già kia mà đến lúc ăn năn không còn kịp đấy chí tôn cậy nhạt ngươi là một giáo chủ của một đạo phái thanh thế lẫy lửng mà sợ hãi những điều nhỏ mọn ấy sao thú thật từ ngày ta ra mặt giang hồ diệt trừ ác đạo phục hận cho sư môn chưa có một lần nào cậy nhờ vào sức mạnh của ai cả ngươi hãy yên tâm không phải lo lắng điều đó Giữa bỏ không khí căng thẳng cực độ ấy Chợt nó quay ngư quét cả mắt tinh quang bốn phía trung quanh cánh rừng già rồi quát lớn. Bọn người đạo âm ma của các ngươi đang phục chung quanh này không phải là ít. Giáo chủ âm ma ngươi quả thật là một tên hiểm độc không xứng đáng là một danh thổ võ lâm. Âm ma giáo chủ trố lên một trận cởi quỷ dị. Hà hà hà. Ngươi và lão hòa thượng điên kia khỏi lo. Chờ ta dẹp xong tiểu tử này rồi đến lượt tế độ cho các ngươi muộn gì. Chí tôn quát nên át hẳn câu nói của âm ma giáo chủ âm ờ ma giáo chủ ngươi đừng to mồm khoác lắc có những võ công gì cứ mang ra độc đấu cùng ta âm ờ ma giáo chủ giận dữ tiểu tử hôm nay ngươi quả hết số rồi sát khí bốc lên ngùn ngụt trên gương mặt chí tôn căm hận hết. ta hết số hay ngươi hết số cứ thử giờ ít đường chiêu ra xem thì sẽ do ngay khoác lắc làm gì âm ờ ma giáo chủ khàn khàn như quỷ hú nếu ngươi có thể chịu nổi ba trưởng của ta thì mọi việc hôm nay coi như đã xong Sau này có phen tái ngộ Rất tiếng âm ma giáo chủ Giờ hữu trưởng Quay một vòng rồi chậm chậm đưa ra Một khối lạnh cam cam khổng lồ Có tới ba trận toát từ nội trưởng Âm ma giáo chủ lần lần áp đến trí tôn Hiểu rõ đã gặp tay đại kình địch Có công lực đáng khiếp Trí tôn không dám xem thưởng Chàng vận chân ngân lên tới mười phần đẩy mạnh tả trưởng ra đối diện trưởng phong của kẻ địch. Bùng! Sấm trưởng nổ vang lần rúng động cả mặt đất. Chí tôn bị áp khí xô so về sau một bước Ngược lại âm ma giáo chủ cũng lay chuyển cả thân mình Không ngờ một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi Mà lại có công lực siêu việt dường ấy Âm ma giáo chủ bớt rắc thốt Khả lắm Quả nhiên ngươi cũng có chút tài nghệ Vậy hãy đỡ chiêu thứ nhì của ta đây Chưa dứt câu nói âm ma giáo chủ đã dơ xong trở nên ngang ngực Rồi lại như chấp giật đưa ra hai luồng áp khí Trái với các ngọn trưởng phong ào ạt của các cao thủ võ lâm, hai luồng thái âm trưởng của âm ma giáo chủ vừa đưa ra nhẹ nhàng không thoảng tiếng động chỉ phơi phới bay ra như ngọn âm phong từ trong địa ngục thổi tới ghê rợn làm sao khi trưởng phong chưa đến trí tôn trong vùng nam trận đã thấy gió lạnh buốt xương khiến mọi người chung quanh các đường huyết quản cơ hồ đông đặc lại qua một chiêu đầu trí tôn đã hiểu rõ sự lợi hại kinh hồn của ngọn thái âm trưởng của âm ma giáo chủ nên áp khí lạnh cam cam chưa đến là chàng đã vận công lực mười phần vào tả hữu trưởng công lực để ra hai luồng lưỡng cực chân nguyên huyền bí vô cùng tức thì hai luồng trắng đỏ từ trong nội trưởng của chí tôn quần quận phát ra ào ào trong không khí lần này hai luồng khí trưởng của chí tôn cuốn theo một sức mạnh vô tả ào ào tựa thác đổ lưng trời mấy tiếng bộp bộp bùng bùng nổ lên hồi trưởng lực kinh hồn của âm ma giáo chủ bị hai vầng trắng đỏ của lưỡng cực chân nguyên biến tan đi đâu mất nhưng dư lực âm phong còn lại quét nhầm chí tôn khiến chàng lạnh lẽo đến phải dùng mình cảm nghe như một vùng tuyết vừa rơi xối xả quanh thân mình thật là ngoài sức tưởng tượng của trí tôn chẳng ngờ âm ma giáo chủ khủng khiếp đến giường ấy đến cả bắc phong hòa thượng và lão quái ngư cũng biến hẳn sắc mặt hai người càng thêm lo ngại cho trí tôn vô ngẩn trong lúc đó chính giáo chủ âm ma cũng hết sức kinh dị vì hắn đã dùng công lực lên đấy mười thành mà vẫn chưa hạ nổi kẻ thổ sau hai ngọn trưởng vừa rồi Âm à ma giáo chủ lại còn phát giác ra cái nội công 150 thành công lực của trí tôn mà phải ngơ ngác cả người. Hắn không thể nào tưởng nổi một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi đầu như chẳng mà lại có nội lực tột bậc đến thế. Âm à ma giáo chủ thầm nghiến răng trong khuôn vải đen trùm kín mặt xuống tận vai. Thằng bé này quả thật lợi hại. Hèn nào ta phải đi bao nhiêu môn đạo thảy đều bị chết dưới tay gã nếu ta không giết gã chắc chắn di họa về sau nghĩ xong âm ma giáo chủ trước người cặp mắt kinh dị nhìn chí tôn như cố tìm một chỗ yếu trước khi tấn công đường chiêu thứ ba hạ sát chẳng. đoán do ý định thâm độc của âm ma giáo chủ chí tôn cảm thấy sờn lòng nhưng chàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản như chẳng hề sợ sệt chút nào cả cả trường chìm trong bầu không khí sặc mùi tanh máu âm ma giáo chủ chết thay chí tôn phơi thay giữa rừng giả. người lo sợ hơn ai hết chính là quỳnh dao bây giờ nàng mới do âm ma giáo chủ công lực thật đáng khiếp chứ không như lúc đầu nàng tưởng nàng hết sức hồi hộp trước trận đấu tái diễn chiều sắp tới đây là một chiêu cuối cùng chắc chắn âm ma giáo chủ sẽ dồn hết toàn bộ nội lực và ngọn thái âm trưởng sức mạnh sẽ khó mà tưởng tượng được qua hai chiêu đầu chí tôn đã phải chống đỡ một cách nguy hiểm biết chiêu thứ ba này chàng có chịu nổi âm ma giáo chủ hay không hay là chàng bị diệt bởi ngọn trưởng lôi đỉnh của hắn ngay lúc mọi người đang lo nghĩ về vận mệnh của chí tôn thì âm ma giáo chủ vùng cười khản như tiếng âm vang đọc từ cõi nhà mổ vọng lại liền trong ánh chớp hắn lắc mình về sau một bước song trưởng dựng đứng lên đưa lần ngang ngực rồi từ từ đẩy ra đường châu thứ ba của âm ma giáo chủ quyết quật chết trí tôn nên mới vận dụng mười hai thành công lực thế mạnh vô tạo uy vũ ầm ầm tựa hai quả núi tuyết chụp chồm xuống đầu trí tôn bác phong hỏa thượng khiếp hãi hãy coi chừng lão quái xả hai luồng tinh quang vào trận đấu muốn xông vào trận đánh âm ma giáo chủ nhưng không còn kịp nữa đành chờ thảm trạng xảy ra Quỳnh Giao hoảng hốt há hốc mồm hãi hùng trước cảnh máu đổ thịt rơi. Chí Tôn nghe tiếng quát báo nguy của Bắc Phong hỏa thượng. Chàng hiểu sự sống chết của chàng quyết định trong đường chiêu cuối cùng. Nên vội thấp người xuống vững tựa trái núi. Ngội khí lưỡng cực chân ngân đực dồn toàn bộ lên hai trận lẹ làng xô tới. Tức thì hai luồng khí thể trắng đỏ to rộng gần năm trận ồ ồ như bạo vũ quẩn phong từ trưởng trung của Chí Tôn phát khởi. Bắc Phong hỏa thượng bỗng quát. Quỳnh tiểu điệt mau lui ra ngoài. Theo tiếng quát lão hòa thượng chộp lấy cánh tay Quỳnh Dao đẩy ra khỏi trường đấu thêm hai trận. Lão quái ngư cũng bị đẩy lui về phía sau một quãng xa. Liền đó một tiếng nổ kinh thiên động địa trưởng quang chớp nháng đẩy trời. Tầng trận cuồng phong quần quật lấy nhau xô đi áp khí nặng nề giá buốt gần bế tất cả sự thở. Lan khắp một vùng hơn trăm trượng. Trong khi mặt đất chuyển rung rầm rập như đang hồi địa chấn khiến mọi người có mặt đều lắc lư thân mình chẳng khác những chiếc thuyền trên sóng. Hai tiếng hét xé mây nổi kêu tại trường thoát ra từ cửa miệng của trí tôn và cả âm ma giáo trổ. Sức mạnh khủng khiếp của ngọn âm phong thái dương trưởng đẩy lui trí tôn tháo lui một bước. Thần sắc biến đổi nhanh chóng các khuyệt đạo trong cơ thể chàng cơ hồ bị bế tắc hơi thở muốn ngưng hẳn. Âm ma giáo chủ cũng bị phản phong đánh lui ngoài trận, rung động cả thân mình loạn trọng đứng không muốn vững trọng lực của hai bên ngang nhau nên sức phản phong vô cùng khốc liệt kẻ nào sơ ý một chút có thể mất mạng ngay trong thế sắc mặt chí tôn tái xanh như tràm đỏ quỳnh ra hốt hoảng phóng vào trường run giọng hỏi chí tôn tiểu huynh thấy trong người có sao không chí tôn khe khẽ đáp không sao cả quỳnh tiểu muội ạ à. ta chỉ thấy hơi ê ẩm trong mình một chút thôi quỳnh ra lo lắng như cô em gái thương yêu một người huynh trưởng trong gương mặt tiểu huynh biến sắc thế kia muội lo quá Chí Tôn quay qua gượng cậy muội khéo lo cho ta quá ta đã bảo không sao cả Quỳnh Giao ạ. À. Lúc ấy đứng ngoài trường Bắc Phong Hòa Thượng buông tiếng thở dài như chút đi nỗi lo sợ. Rồi quay sang lão quái ngư bảo thầm. Ngoại lực chân ngân của thằng bé quả đất tột bậc rồi lão huy ngạ. À. Thành lình trong giờ phút đó Quỳnh Giao vừa phát ra một bóng đỏ ngoài năm trận nàng vụt nhảy ra vừa hết. Ma nữ này là ai? Nghe tiếng hét của Quỳnh Giao mọi người đều dây qua hướng bóng đỏ thì đó là một cô gái bịt mặt đã đứng sừng sững từ bao giờ mà chẳng ai hề hay biết chi cả. Thật ra trong giờ phút này tại trận đấu đều là những tuyệt thủ võ lông có thể nghe tiếng mũi kêu ngoài năm trận như tiếng sấm nổ. Nhưng từ nay ai nấy đều chú hết tâm thần vào trận đấu kinh hồn giữa âm ma giáo chủ và trí tôn. Nên sơ ý để cho cô gái áo đỏ đến một cách dễ dàng như thế. Mặc dù vậy với thân thủ phi phạm của cô gái áo đỏ đột hiện ra như ma quái. Cũng thấy công lực đã đến chỗ thâm diệu rồi chí tôn cũng vì tiếng hết của quỳnh ra mà quay qua bất giác chẳng lại bật thuốc ồ sao lại thế này thì ra cô gái áo đỏ vừa xuất hiện trên mặt chùm một lớp lụa điều kín tận mang tay. tuy không nhận ra được gương mặt nhưng trông dáng vóc cũng đổ cho biết đó là một thiếu nữ tuyệt sắc hiếm thấy trong đời nhưng điều làm cho chí tôn sững sốt lên không phải ở nơi dáng vóc của thiếu nữ áo đỏ ấy mà chỉ vì khi bất chợt nhìn cô gái chàng cảm thấy hết sức quen thuộc điệu bộ nàng ta giống hệt hồng y nữ xảo nhi không thể tả sau phút giây hiếu động tình cảm bất ngờ, Chí Tôn vụt im lặng đi chỉ nhìn thiếu nữ áo đỏ chẳng hề chớp, vì chàng chợt nhớ hồng y nữ xảo như đã bị báo tố dìm sâu vào lòng biển cả từ lâu rồi. Nếu tinh mắt nhận ra thiếu nữ áo đỏ nghe lời nói vừa rồi của Chí Tôn cũng rúng động thân mình, hai luồng nhân tuyến vừa đẹp vừa khiếp dọi ngay mặt chàng. Quỳnh Giao nhận ra cái nhìn giữa Chí Tôn và thiếu nữ bịt mặt khiến nàng phải lạ lùng. Nàng linh cảm như hai người đã quen thân nhau từ lâu lắm, Hôm nay đột ngột gặp lại nhau nên mới có thể phát ra cở chỉ kỳ quặc đó. Tự nhiên một nỗi hờn ghen thoáng hiện trong lòng Quỳnh Giao vì sự xuất hiện thành linh của thiếu nữ áo đỏ bịt mặt. Mà thật thế sự xuất hiện bất ngờ của thiếu nữ áo đỏ đã khiến trí tôn mơ tưởng đến hình ảnh kiều diễm của người yêu cũ. Hồng y nữ xảo nhi đã chết ngoài biển khơi. Cả tâm hồn chàng đang chìm trong cồng độ yêu thương. Chàng chỉ đăm đăm nhìn thiếu nữ áo đỏ nét khổ đau hiện lên gương mặt rõ rệt chàng quên phát mọi người chung quanh cũng đang dồn hết những cặp mắt lạ lùng về phía chàng và cô gái quái dị ấy. cờ chỉ của chí tôn càng gieo thêm mối nghi ngờ trong lòng quỳnh giao. nàng xê mình đến gần chàng hỏi như hết. chí tôn tiểu huynh quen cô ả từ bao giờ? cho đến bây giờ chí tôn mới giật mình như tỉnh cơn ác mộng. chàng trố mắt nhìn quỳnh giao một chậm rồi hỏi. quỳnh tiểu muội muội vừa thốt ra những gì, quỳnh giao tức tối cởi nhạt nhẽo. hờ muội muốn hỏi. Dương Tiểu Huynh quen thân với cô ả à, áo đỏ bịt mặt đó từ bao giờ? Chí Tôn ngọc ngừng một chút mới đáp. Ta chưa từng quen biết cô ta lần nào cả. Quỳnh Giao dằn mạnh từng tiếng. Chí Tôn Huynh nói dối. Ta nói thật lừa dối muội làm gì? Càng thêm tức giận vì nghi Chí Tôn lừa gạt mình Quỳnh ra hỏi lớn. Thế tại sao Tiểu Huynh lại sững sốt lên khi vừa thấy cô ta? Liệu không thể giấu Quỳnh Giao được nữa? Chí Tôn hiện trên gương mặt vẻ sầu khổ đắp nhỏ. Vì thuật trong cô ta ta nhớ đến một người Người nào Hồng y nữ xảo như đã vội thay dưới bể cả Quỳnh dao ồ lên một tiếng rồi im lặng luôn Bây giờ lại thấy thiếu nữ chẳng hiểu vì kích động hay vì căm hận Thân mình lại rúng động lên Nhưng vì khuôn lụa đều trùm kín mặt Không thể đoán được sắc diện nàng ra sao cả Thật ra tình thế đã biến đổi sang triệu hướng khác Hơn nữa có ba đường chiêu tự thấy chưa có thể thắng nổi trí tôn Âm ma giáo chủ cười khán lên một tiếng làm kinh động mọi người tại trường. Hắn âm âm nói như quỷ dữ từ cõi diêm la vọng về. Hà! 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 Tiểu tổ lúc nãy bản giáo chủ có lời nói trước với người nếu đỡ nổi ba trưởng của ta thì mọi sự hôm nay kể như hủy bỏ. Vậy thù hận giữa ta với ngươi sẽ có ngày dứt khoát, có ngày tái ngộ với nhau. Chấm dứt câu nói âm ma giáo chủ định nhấc mình phóng ra khỏi trận đấu thì thình linh trí tôn hết. Lão ác đạo ngươi không thể đi được cùng trong tiếng hét nhanh nhẹn tựa bóng vong linh chí tôn dùng thân pháp thần quái di ảnh kỳ hình phóng ngay tới âm ma giáo chủ thò tả trưởng chụp vuông vải đen trùm tận mang tai hắn dùng thủ pháp này là chí tôn muốn biết rõ bộ mặt thật của âm ma giáo chủ để xem hắn là ai có thâm thù gì với cam lộ bang mà luôn luôn chống đối với chẳng khốc liệt như thế thế nhưng lẹ như bóng quỷ chẳng hiểu âm ma giáo chủ dùng thân thủ gì mà chỉ thoáng thấy lách mình một cái như ẩn hiện thoát khỏi tả trưởng của chí tôn vừa chụp tới đồng thời hắn đẩy ra một luồng kinh khí nặng tựa núi tuyết sang phía kẻ thổ. Liệu không còn có thể tránh kịp luồng trưởng phong thảm liệt đó, chỉ tôn vận mời thành công lực đến hữu trưởng quét nhanh một ngọn lưỡng cực chân ngân thần tốc. Hai luồng kinh khí chạm vào nhau té rực ánh sáng lóe trời, đồng thời phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Liền đó từ bốn phía cô rừng có nhiều luồng gió ào ào nổi lên, thoáng xa dần, cho biết đó là bọn cao tổ âm ma mai phục từ nãy giờ rút lui theo mệnh lệnh của giáo chủ của chúng. Chí Tôn biết có đuổi theo cũng không còn kịp nữa. Chàng đứng yên nắm chặt song trưởng tỏ vẻ hậm hực trong lòng. Thấy thế, Quỳnh Giao Xê mình lại bên cạnh Chí Tôn bao giờ mà chàng chẳng hề hay biết nàng dịu dàng bảo. Mặc kệ hắn Dương Tiểu Huynh, lần này lão ác ma ấy chảy thoát thì lần sau gặp sẽ diệt trừ hơi sức nào tức giận cho mệt xác. Cở chỉ yêu yếm của Quỳnh Giao làm cho thiếu nữ áo đỏ rúng động cả thân hình. Nàng buông tiếng thở dài ảo não nửa như căm hận nửa như xót thương nghe tiếng thở dài não ruột của thiếu nữ áo đỏ chí tôn bỗng giật mình quay qua hướng đó thiếu nữ áo đỏ sợ luồng nhuyễn tuyến lạnh lồng vào mặt chí tôn xuyên qua lỗ thủng nàng hừ một tiếng rồi cất mình đi mất dạng cả trường đều ngơ ngác trước cái hành tung bí ẩn kỳ lạ của thiếu nữ áo đỏ chẳng một ai đoán hiểu ra làm sao cả nhưng mọi người đều thầm khen cái thân tổ phi phạm của nàng võ công chắc đã lên đến tuyệt bậc nhưng thiếu nữ đó là ai Tới bắc phong hòa thượng đến não quái ngư đều không đoán nổi còn quỳnh giao thì chỉ lờ mờ hiểu thiếu nữ áo đỏ hẳn phải có một mối quan hệ gì đến chí tôn nên mới có những cử động bất thường đó nhưng nàng chỉ ngầm ghen trong lòng chứ không làm sao hiểu do tung tích của tình địch riêng Trí tôn sau khi thiếu nữ áo đỏ đi rồi tự nhiên lòng chàng cảm thấy bơ vơ trống lạnh chàng cố đứng lặng tần ngần thật lâu mà chưa hề cử động bỗng chàng thầm nhủ không lẽ thiếu nữ mặc áo đỏ vừa rồi là hồng y nữ xảo nhi không lẽ nàng thoát chết như ta ngoài bể nam hải chắc chắn chẳng có đời nào như thế được. Vì nếu nàng còn sống, tại sao trong cái mặt ta, nàng ra vẻ lạnh lùng hơn nữa võ công của thiếu nữ này xem ra cao cả hơn hồng y nữ sở như mấy bậc. Làm sao trong thời gian ngắn ngủi mà nàng có cái thân thổ rộng ấy. Tuy vậy trong lòng trí tôn cứ đâm ra ngờ vực mãi, đầu óc chàng cứ lợn vận hình dáng yêu kiểu của thiếu nữ áo đỏ. Dù nàng bịt mặt nhưng chàng cũng đoán được đó là một đóa hoa hương sắc chẳng kém gì người yêu của chàng nhất định chàng phải tìm ra sự thật về hành tung kỳ dị của thiếu nữ áo đỏ chẳng mới yên lòng được suy nghĩ đâu đấy đã xong thành ngành chí tôn quay sang bắc phong hòa thượng và lão quái ngư nghiêm nghị thốt xin hai lão tiền bối tha thứ cho tiểu đồ vì hiện nay trong mình còn mang nhiều sứ mệnh phải gấp rút ra đi nên không thể nấn ná lại đây hầu chuyện với nhị vị lão tiền bối được vậy đến đêm rằm tháng sau này tiểu đồ sẽ đến ngoạn vu sơn núi tây nhạc lĩnh mệnh của nhị vị lão tiền bối đấu võ cùng môn đại của lao lăng di phong theo lời ước hẹn vừa rồi bây giờ tiểu đồ xin tạm biệt bắc phong hòa thượng biết không thể giữ trí tôn lại được lão quái ngư khẽ gật đầu trầm giọng bảo được rồi tiểu tử hãy nhớ lấy đừng sai hẹn đấy tiện đây ta có một điều cần dặn dò ngươi dù phục hận cho sư môn là một việc làm chính đáng nhưng ngươi cũng nên bớt đi sự lạm sát nếu không hậu quả sau này sẽ không thể nào đo lường được Chí tôn cúi đầu khe khẽ đáp Tiểu đồ xin vâng mệnh Chàng quay qua Quỳnh Giao nhìn nàng bằng cặp mắt ngầm dịu ánh sáng Tiểu huynh xin tạm chia tay Quỳnh Tiểu Muội Khóe mắt của Quỳnh Giao chợt đỏ hồng như muốn giống lệ Dương Tiểu huynh Huynh ra đi thật đấy à Chí tôn xúc động cả tâm hồn Vâng huynh phải đi ngay bây giờ Tiểu muội hãy bảo trọng lấy thân hẹn có ngày tái ngộ chớp đôi mắt đẹp tuyệt vời mấy cái tự nhiên hay giọt lệ của quỳnh dao lăn xuống má óng ánh tựa kim cương nàng ngậm ngùi hỏi chí tôn tiểu huynh ra đi rồi bao giờ chúng ta gặp nhau vậy chí tôn đau xót cả lòng chàng ngập ngừng đáp quỳnh dao ạ à, thú thật hiện nay sứ mạng của ta còn trồng chất quằn nặng hai vai trên đường phục hận sư môn ấy còn dài đằng đẵng ta không thể hứa hẹn cùng muội ở giờ phút nào được cả nếu số mệnh còn dài không có gì nguy hiểm trong cuộc đời ta thì sẽ gặp lại muội ở một ngày không xa lắm. Rồi không đợi cho Quỳnh Giao nói gì thêm, Chí Tôn chắp tay hướng sang Bắc Phong Hòa Thượng và Lão Quái Ngư công kính. Tiểu đò xin bái biệt nhị vị Lão tiền Bối. Rất tiếng thân hình Chí Tôn xe đi ngoài hai mươi trận lông linh ít cái mất dạng giữa rừng tổng xanh mịt. Quỳnh Giao chết lặng một hồi lâu, tự nhiên hai dòng lệ thương tâm chảy ràn ruộng xuống má nặng. Lão Quái Ngư cất tiếng gọi to, quỳnh tiểu điệt đừng khóc nữa hãy đến đây ta bảo xem nào Chẳng như động mối khổ đau quỳnh giao càng khóc to hơn trước nàng chạy lại ngã vào lòng lão quái ngư toàn thân đều rung động không ngừng thương hại lão quái ngư đưa tay vuốt ve mái tóc đen huyền ống ả à của quỳnh giao lão quái vỗ về quỳnh tiểu điệt có uất ức cháu cứ bảo ta và lão huynh đây hết sức giải hộ cho bác phong hòa thưởng cười kha khả Quỳnh giao việc trong bọng cây giữa tiểu điệp và trí tôn đã có ta chứng kiến rồi. Bề nào hắn cũng không chối cãi được đâu mà cháu phải khổ tâm đến thế. Hôm nay hắn có nhiều việc gấp phải đi thì cháu cũng nên nấn ná trở đến ngày rằm tháng sau phó hội tại núi Tây Nhạc. Tranh tải cao thấp cùng môn đồ của lão lăng di phong. Gặp hắn rồi sẽ hay chứ gì mà cháu phải bi luyện như thế. Nghe lão hòa thượng nói bấy nhiêu Quỳnh giao liền tỉnh ngộ. Nàng đưa tay lau sạch nước mắt rồi nhìn lão quái khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu biết lão quái cười ha hả ha hà, thế mới xứng đáng là nội điệt của ta chứ thôi bây giờ chúng ta hãy lên đường cho sớm kẻo không còn kịp nữa đấy tức thì ba bóng người hay già một trẻ như bầy diều hâu cất mình lên ba trưởng bay về hướng bắc như làn khói về phần trí tôn chàng ra đi mang theo một tâm tình xót xa bi đát chàng cảm thấy thương hại cho quỳnh giao khôn tả nhưng quả tim chàng đã trao trọn cho hồng y nữ xảo nhi chàng làm sao có thể đáp lại mối tình tha thiết của quỳnh giao được chàng đã có lời nguyện ngày trước bao giờ làm xong sứ mạng báo phục được sư cửu và tìm ra thân thế mơ hồ của mình chàng sẽ đến nam hải hủy bỏ cuộc đời để gặp nàng bên kia bờ thế giới hiện giờ một việc cấp bách mà chí tôn phải làm là đến tổng đàn bách ninh hội tìm lão đại ác ma nhất số ông bất đan giết thắn để xóa một tay trong năm tên đại cừu nhân trong huyết hải thâm cầu dù biết công lực của đại ác ma này chẳng kém gì liệt dương quái lão mà chàng đã từng suýt chết vì ngọn hỏa trưởng nhưng máu sư cầu chạy ngọc lên tận đỉnh đầu chí tôn nhất định một phen sống chết với hắn chứ chẳng không hề chuẩn một bước nào cả kế đó chẳng sẽ theo dõi chiêu hồn điệp tần mỹ nương để truy tìm tung tích ngọc diện diêm bả vì cô ả chính là môn đại của nữ đại ma đầu chắc chắn thẳng lui tới viếng thăm chẳng đi suốt một trăm dặm đường thì cảm thấy mỏi mệt và trong bụng đã đói liền tìm một cái quán bên đường vào đấy gọi thức ăn và rượu nhắm ăn uống xong xuôi chí tôn thuê phòng ở lại đấy ngủ một đêm Sáng hôm sau, Chí Tôn lại tiếp tục cuộc hành trình. Chàng bay nhanh như một làn mây nhỏ lướt qua những cánh rừng giả rậm rạp. Chẳng bao lâu chẳng đến Cẩu giang tiến tới khoảng 20 dặm về phía nam có một cụm rừng nhỏ. Chí Tôn dừng chân lại trước con đường vào tổng đàn Bách Ninh Hội, nơi xào huyệt kiên cố hiểm nghèo của chiêu hồn điệp tận Mỹ Nương. Trước tổng đoàn có một sân cỏ rộng là Hoàng Thảo Đình, nơi cởi địa đầu bất cứ một ai muốn vào cũng phải đi ngang qua đấy. Từ hôm Chí Tôn hạ sát gần 200 cao thủ tử Vân Bang và giết luôn hơn 20 tên âm ma khắp giang hồ đều nghe rõ. Bộ mặt thật của chàng cũng bị lộ liễu chẳng còn một ai không biết. Cho nên Tổng đàn Bách Ninh Hội cũng đã được lệnh của Tần Mỹ Nương và Lão Đại Ác Ma Ung Bất Đan canh gác vô cùng nghiêm mật. Nội chức Hoàng Thảo Đình cũng đã có gần 200 cao thủ thay phiên nhau đêm ngày phòng thủ như cái hộp sắt. Rồi cho một con kiến cũng khó có thể lọt qua. Chí Tôn nhớ tới mấy lời khuyên nhủ của Bắc Phong Hỏa Thượng chàng tránh trước một trận đại lưu huyết có thể sẽ diễn ra tại hoàng thảo đình nên nghĩ cách lọt vào khải hoàn môn êm thấm để gặp đại ác ma ông bất đan và tần mỹ nương trả hận cho sư môn theo lời ký thác của người đã khuất chí tôn tự hiểu lọt vào tổng đàn bách linh hội lần này nguy hiểm bằng gấp trăm ngàn lần tử vân bang vì địa thế nơi đây vô cùng hiểm trở ngoài bọn cao thủ có đến hơn ba trăm tần mỹ nương lại là một ma nữ đầy quỷ kế thế đó đáng ngại nhất phải là đương đầu cùng nhất số ông bất đan công lực của đại ác ma cao siêu đến đâu chưa một ai rõ được chỉ thấy một lần ở ngọn cao phong hắn đã đấu ngang ngửa cùng bắc phong hỏa thượng chàng đã từng chết dưới ngọn liệt dương trưởng của liệt dương quái lão tại sân cỏ thất lý bình một trong năm tên đại ác ma khủng khiếp nhất của võ lâm hiện thời giờ đây chàng lại gặp tên thứ hai liệu chàng có thắng hắn không hay vùi thay nơi hoang địa ngàn năm chôn chặt mối sư cầu nhưng ý chí đã cương quyết dù phải chết chẳng nhất định không một bước lùi chí tôn dùng ngay thân pháp quỷ dị di ảnh kỳ hình lướt qua tám huyệt động canh gác hoàng thảo đình như một bóng ma thẳng tới khải hoàn môn bọn cao thủ canh gác ở huyệt cuối cùng phát giác được chí tôn và đáp xuống sân quả chúng liền hốt hoảng báo động khắp nơi những hồi chương giản cả óc trong ngoài tổng đàn bách ninh hội giống lên rúng động cả núi rừng chung quanh lẹ như ánh chớp đã có gần 200 cao thủ Bách Linh Hội từ các khuyệt đồng phóng rào rào tích cửa ngõ tổng đàn. Chẳng khác nào một bầy diều hâu quạt cánh chống gian thành hình rẻ quạt đợi trở. Thành lệnh trí tôn vừa đứng vững thì có một bóng người lẹ như sao xa phóng xuống đứng trước mặt chàng chừng ba trưởng. Trông lại đó là một lao ma mặt mày như hoàng sa, hai mắt đỏ rời tựa lửa xạ ngay mặt trí tôn một hồi lâu rồi cởi khả lên. Hả 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 ngươi là chủ nhân lệnh xé xác vẫn với giọng lạnh lùng như mộ địa chí tôn gật đầu phải đấy chính ta là chủ nhân lệnh xé xác đây ma lão mặt vàng nói như ma hú người đến tổng đàn ta có việc gì chí tôn bỗng xả hai mắt sáng rực từ ánh tinh cầu quét ngang gần hai trăm cao thủ bách linh hội một lượt cả bọn người thảy đều dùng mình lên đã có sự khiếp đảm nhiều ít trong lòng thực ra bọn cao thủ này vẫn kiêng sợ uy danh chủ nhân lệnh xé xác từ lâu nhưng thoạt trông thấy chí tôn chỉ là một chàng trai đẹp tuyệt thế không có bộ dạng gì có thể khủng khiếp chúng đâm ra nghi ngờ sự đồn đãi một phần nào. Giờ đây chẳng phải nhớn quang kỳ diệu của chàng, bọn chúng đã biết ngay đã gặp một tay tuyệt thủ giang hổ, có công lực vô cùng thảm khốc nên phát sinh lo sợ trong lòng. Bây giờ trí tôn mới lạnh lùng đáp, bản lệnh chủ đến đây muốn gặp hội trưởng chiêu hồn điệp tần Mỹ ngương và lao đại ác ma ông Bất Đan để dứt khoát món nợ máu cách đây 20 năm về trước, vậy các ngươi hãy giang ra cho ta vào. Lão ma dâu vàng quát mắng Ngươi không thể nào bước qua khải hoàn môn này được Đừng ảo vọng vô ích Chí tôn giận dữ hết Ngươi là gì của bách linh hội Mà dám chống lại mệnh lệnh của bản lệnh trổ Lão ma dâu vàng chẳng chịu kém Ta là đường chủ hội bách linh Giang hồ thường gọi là thất sát thần Hôm nay ta có bổn phận ngăn chặn Bất cứ một kẻ nào cũng không được lọt vào trong tổng đàn bách linh hội Chí tôn cười rùng rợn Ha 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 Thất sát thần bản lãnh chủ bảo thật cho người biết trước mà lo liệu lấy mình nếu ngươi không muốn nơi đây diễn ra cái cảnh thịt dây máu đổ như tử vân bang trong mấy ngày rồi thì gọi tất cả môn đồ có mặt tại đây mau tháo lui ra ngoài hoàng thảo đình cho ta gặp lão đại ác ma ông bất đan và tần mị nương trả hận thủ xưa mặc dù đã khiếp thầm nhân vật khủng bố máu tanh chủ nhân lệnh sẽ xác tử trước nhưng nghe chí tôn thốt ra mấy lời sỉ nhục đó khiến cho tất cả cao thủ bách minh hội đều phẫn nộ đồng xạ hàng mấy trăm cặp mắt lộ hung quang về phía chí tôn sự sợ, sợ hãi từ nãy giờ vụt biến tan đâu mất bọn mao đầu cùng xe mình nên đứng dàn theo hình cây quạt ở sau lưng thất sát thần ngầm vận công lực đợi chờ tấn công vũ bão và kẻ địch một trận lưu huyết lại sắp mở màn nhưng chí tôn đã nhanh tay rút cây quái lệnh toát tử thần chớp lóe lên một vạch luồng sáng về phía khải hoàn môn vừa quát kẻ nào trái lệnh bản lệnh chỗ sẽ chết dưới cây đao này không nghe khua động một tiếng Thế mà cây tàn chi quái đao đã cắm trên chỗ khải hoàn môn bao giờ không cao thủ nào có thể nhận ra kịp. Hành động như vậy, Chí Tôn muốn làm trùn bước hai 200 tên ma đầu Bách Ninh hỏi. Cho chúng giặt ra hai bên tránh một trận đại lưu huyết khốc liệt thứ hai. Theo như lời dặn của Bắc Phong Hòa Thượng, chàng chỉ muốn sau gặp đại ác ma ung bất đan và chiêu hồn điệp tần mị nương báo phục sư của mà thôi. Trong lúc hai 200 tên ma đầu đồng quất lệnh xé xác. Sau tiếng quát chấn động khải hoàn môn đó, trong vẫn đứng nguyên chỗ cũ chẳng hề né tránh đi đâu cả. Cháy phần lửa giận Trí tôn vụt đưa ra một luồng kình khí về phía hơn 200 tên ma đầu đứng chắn ngang khải hoàn môn. Bọn ma đầu bị áp lực xô nghiêng ngỡ hốt thoảng giạt qua hai bên chờ một đường chống vào tổng đàn bách linh hội. Lẹ như bóng quỷ, Trí Tôn phóng mình ngay vào con đường trống đó. Nhưng đã đoán trước ý định của Trí Tôn thất sát thần quát to tựa quỷ giống. Chạy đi đâu? Trong tiếng quát, Lão Ma đẩy ra một luồng trưởng phong nặng như trái núi chặn ngay trước mặt Chí Tôn. Chí Tôn bị buộc phải ngưng thân mình lại hữu trưởng vung đưa lên. Bùng! Tức khắc, luồng trưởng phong của Lão Ma bị lưỡng cực chân ngân xóa mất trong vô hình. Hắn thao lui nửa trận chấn động cả toàn thân. Ba Lão Ma đầu đường chỗ Bách Ninh Hội đứng cách đó hai trận thấy thế phóng tới. Còn một lượt quật luôn sáu trưởng với toàn bộ nội lực. Chí Tôn cười nhạt một tiếng đưa xong trưởng lên quay chuẩn lạ lùng thay bốn luồng trắng đỏ từ trưởng phong tràng quần quận bay ra một loạt sáu trận nổ vang dần. trăm ngàn tia sáng chớp nháng trong hết sức hãi hùng ba năm ma đầu đường chỗ cũng bị xô lủi ba bước thân mình khe lắc mấy cái rồi đứng vững lại như cũ cùng lượt ba năm ma đầu lại vận dụng 12 thành công lực tấn công chí tôn liên tiếp 12 luồng trưởng phong vô cùng cốc liệt uy vũ 12 luồng quái trưởng này hợp lại ầm ầm tựa ba đảo ngoại bể cả thấy bọn lão ma đầu hạ độc thổ tri tôn căm hận nghiến răng cho tất cả các ngươi cùng chết liền đó chí tôn quay hữu trưởng một vòng mang theo mười hai thành công lực lưỡng cực chân ngươn hai luồng trắng đỏ nhậm màu những tiếng nổ long trời lở đất nổi lên cả mặt sân trường bách ninh hội như đang hồi địa chấn mười hai luồng trưởng phong sấm xét của ba lão ma đầu tan ra trong chớp mắt đồng thời mấy tiếng giống thảm liệt từ cửa miệng của ba lão ma đầu đường chỗ bách ninh hội át cả tiếng sấm trưởng đang vang dền tức thì ba cái thân xác to lớn bị luồng lưỡng cực chân ngân phóng đi như những con dẻo đứt dây vào phía trong ngưỡng cửa khải hoàn môn lại thêm mấy tiếng rú ghê hồn ba lão ma đầu rơi đánh huỵch xuống đất mồm hộc máu tươi giống lên ít cái rồi im lìm gần hai trăm cao thổ bách ninh hội sửng sốt nhìn xác chết của ba lão ma đầu bọn chúng có vẻ không thể nào tưởng tượng được cái võ công khủng khiếp của chí tôn vừa hạ sát đồng môn chúng cho đến bây giờ bọn cao thủ mới tin chí tôn là chỗ nhân lệnh sẽ xác thật hai hồng hiện rõ trên gương mặt hung ác của chúng nhưng chỉ độ một lúc lão ma thất sát thần bỗng nhấc mình lên giống như quỷ hú hãy giết chết thằng quỷ sống này ngay trong tiếng giống lão ma phát động xong trưởng quay lên mấy vòng kình lực mạnh như núi lở về phía chí tôn đồng thời gần hai trăm cao thủ bách ninh hội mỗi người đưa ra một trưởng chẳng khác đang hồi báo tố quảng phong thật ra chí tôn đã có ý định tránh một trận đại huyết chiến từ lúc đặt chân vào hoàng thảo đình nhưng đáng tiếc trước tình thế hiểm nghèo này, chàng không ra tay nhất định phải thảm tử với bọn ma đầu trong chớp mắt. Vì vậy chí tôn căm thủ quát. Các người đã muốn chết thì ta cho chết. Lập tức chàng xê dịch thân mình qua bên trái nửa trận. Giữa lúc hàng trăm ngọn trưởng phong của bọn ma đầu bách ninh hỏi ảo ảo vụt tới. Chàng dơ tả trưởng đẩy mạnh càn ngân chân căng. Hữu trưởng quay tròn liên tiếp nội khí lưỡng cực chân ngân như điện chớp. Hai luồng trưởng tuyệt thế của chí tôn đưa ra với toàn phần công lực thế mạnh tựa sấm xét rèn trời. Còn hai trăm luồng kinh khí của bọn ma đầu Bách Ninh Hội chạm nhằm trưởng lực của trí tôn phát lên những tiếng nổ kinh hồn. Cắt đá bốc bay mù mịt cả không trung, gió bão vù vù vô cùng khủng khiếp. Hòa theo tiếng sấm trưởng vang rền, từng loạt tiếng nổ thảm khốc. Hơn hai mươi thân xác bỏng lên cao ngoài ba trưởng máu thịt vương vất cả trang trước khải hoàn môn. Tất cả các cao thổ Bách Ninh Hội hết sức khải hồng ngừng đi một chập, rồi giống lên như bầy quỷ độc loạn rừng liên tiếp quật trưởng ào ào về phía Chí Tôn, quyết một phen sống chết với chàng trả thù cho 20 người đồng đạo vừa bị giết. Lúc bấy giờ sát khí bốc mờ lên mặt, hai luồng xạ nhất của Chí Tôn rực người máu tanh chàng giết thận cẩu. Các người tới số cả rồi. Tả hữu trưởng theo tiếng hét đó quay tròn mấy vòng, sau cùng Chí Tôn đẩy ra hai luồng trưởng phong với 12 thành công lực. Tầng tiếng giống kinh hồn lại nổi lên gần 30 bóng người bay đi tứ tung vô cùng ghê giận chỉ nội hai chiêu đầu đã có tới gần 50 cao thủ phơi sắc trên mặt sân cỏ, vùi máu thịt thôi tanh khắp một vòng. Bọn ma đầu Bách Ninh Hội hốt thoảng phóng lùi cả trận, trố ngoài một trăm cặp mắt lò hẳn hung quang pha thêm một thứ ánh sáng sợ hãi, nhìn chí tôn chẳng hề chớp. Chúng không thể ngờ công lực của chàng khủng khiếp đến thế. Lão ma thất sát thần dựng ngược lông mày hai mắt đỏ rực tựa lở bỗng giống to lên phóng đến chí tôn hai trận, rồi lẹ tựa xét giật lưng trời chụp xuống đầu tràng mười ngọn quỷ phong vô cùng quái dị vừa thoát ra khỏi trưởng trung mười ngọn quỷ phong của lão ma đột nhiên biến ra trăm ngàn luồng gió lạnh thấu xương pha lẫn mùi vị thối tha từ các hướng ào ào tới trùm phổ trí tôn nặng nề như thác đổ đầu non thấy lão ma đầu thất sát thần thi triển một chiêu cực kỳ quỷ dị chưa từng thấy trên chốn võ lâm trí tôn chẳng dám xem thường ngầm vận nội khí lưỡng cực chân ngươn làm thành tấm vách màu nhậm vô hình chặn đứng các luồng quỷ phong tanh hôi quái gở của kình địch luồng áp khí mang theo mời thành công lực cản ngân chân cang một tiếng vang dậy như sấm lão ma bị sấm trưởng đánh trúng xương thịt vụn về bắn tông đi tứ phía máu tươi rải rác khắp mặt sân cỏ vàng bây giờ lý trí của trí tôn đã tản mát nhường cho một luồng sát khí ngùn ngụt cháy trong vực lửa sư cầu những lời khuyên nhủ của bắc phong hòa thượng đột nhiên biến tan đâu mất Trước mắt chàng cảnh tượng ái hồng đẫm máu như đêm trăng nọ tại sân cỏ thất lý bình vụt hiện ra. Khổng bố, máu tanh, thảm sát. Bỏ không khí khắp khải hoàn môn bao trùm tử khí Hơn một trăm cao thủ đồng quát hận thù Chia nhau thành thế trận mới Nhớ lại mãi đến giờ phút khẩn trương này Mà lão ác ma nhất xú ông bất đan Và tần mỹ nương vẫn chưa hề xuất hiện Chí Tôn lo ngại trong lòng Chẳng không hiểu hai tên ma đầu đang dùng quỷ kế gì ám hại chàng chăng Nếu trận đấu cứ kéo dài nhất định sẽ có điều bất lợi cho chàng Bây giờ chàng phải đánh thật nhanh và chớp nhoáng để lui bọn trống giặt ra khỏi khải hoàn môn Chàng sẽ phóng mình vào tổng đàn bách ninh hội tìm nhất số ông bất đan và tần mị nương Quyết một phen còn mất với chúng. Nghĩ xong Chí Tôn vùng nhấc mình tới nửa trận trầm lặng quát Muốn được sống sót các ngươi hay giang ra khỏi khải hoàn môn nếu nghịch lại tất cả đều chết trên mộ địa này Nhưng giữa giây quyết liệt đó Từ phía trái tổng đàn có nhiều luồng gió thổi đến ao ao Tiếp theo có đến ngoài 100 bóng người phóng tới Trông như một bầy diều hâu bay dập trời Bọn cao thủ Bách Ninh hỏi đồng gieo vang chấn động cả khải hoàn môn Bọn người chúng ta đến chợ lực kìa Chí tôn xã luồng nhẫn tuyến về hướng đó chỉ trong nháy mắt bọn người đã đến nơi rào rào đắp xuống sân cỏ vàng dẫn đầu là năm lão ma đầu mặt mũi đen xỉ như mực Mắt lộ hào quang đứng trước hơn 100 cao thổ tên nào tên ấy trông hung tận khác thường. Bây giờ trước sau có tới gần 300 tên ma đầu, bày thành một trận chiến mới càng khốc liệt hơn lúc nãy nhiều. Sau khi nhìn một lượt qua gần 50 sắc chết trên mặt cỏ vàng, chẳng ai bảo ai năm lão ma đầu cùng giống một lượt. Thằng quỷ nhỏ, ngươi hãy đền mạng. Lập tức năm luồng cành lực theo tiếng quát đã áp tới trí tôn, uy vũ tựa núi lở non băng. Chẳng thèm tránh nhá đi đâu cả, tả trưởng chi tôn quay một vòng xã luồng trắng đỏ đồng thời hữu trưởng phát động kình phong nghe như có sấm sét âm ỉ trong đó trưởng lực hai bên chạm nhau phát ra những tiếng nổ kinh hồn năm luồng kình lực của bọn lão ma tức khắc tan rã trong không gian năm lão giống lên thảm liệt cả thảy bị ép khí đẩy lùi hơn trưởng thân hình run rẩy như vừa mắc chứng cảm hàn mồm phọt ra những vòi máu tươi trông hết sức kinh hoàng gần ba trăm cao thủ thấy vậy quát lên một lượt dung chuyển cả mặt sân cỏ vàng bọn trống phóng vào trường quật trưởng ào ào về phía chí tôn quyết hạ chẳng ngay tức khắc tình thế hết sức hiểm nghèo bóng trưởng từ bốn phía áp tới chẳng khác hàng trăm trái núi cho dù một tuyệt thủ công lực cao siêu đến đâu cũng sần nòng lo ngại chí tôn hiểu ngay giờ phút nguy ngập đã đến với chẳng nếu không ra tay chắc chắn không sao tránh khỏi một cái chết giận người trên mặt sân cỏ vàng này chàng quát lên một tiếng tả trưởng càn ngơn chân căng Tố trưởng lưỡng cực chân ngân quay nên tiếp những vòng tròn. Quần quần đưa ra bốn trưởng mà trời đón nhận tất cả trưởng phong của bọn ma đầu bách linh hội. Lúc bấy giờ gió trưởng quần quật nhau như báo tố trên không gian. Trưởng âm nổ rèn tựa sấm sét Hàng trăm ngàn tia sáng vạch bầu trời chẳng khác nào một ngày mặt vận. Những tiếng rú thảm liệt từng chập nổi lên xác người tung bắn đi huỳnh huỳnh. Thi thể chia lìa máu tanh chảy ngập cả mặt sân cỏ vàng chẳng kém gì trận đại huyết kinh hồn tại thất lý bệnh khắp mình mẩy trí tôn đều nhuộm máu đảo thân hình chàng lanh lẹ tựa bóng quỷ xông vào đám cao thổ bách ninh hội như bóng vong linh một trưởng càn ngươn chân cang đưa ra đã có tới hai ba tên ma đầu loạn trọn ngã mồm phọt máu tươi một trưởng lớn cực chân ngươn phát động thêm vài thi thể chia lìa tung bắn đi khắp nơi trong vô cùng khốc liệt Ngội trong chốc lát mặt sân cỏ vàng đã có thêm ngoài bảy mươi cao thổ bách ninh hội phơi sắt hơn năm mươi tên quằn quại tháo lui ra ngoài vì bị trưởng lực quật trọng thương quả thật là một kiếp phận sắt khủng khiếp kể sau thất lý bình trong lịch sử vô lâm chẳng còn một trận đại lưu huyết kinh hồn nào tất cả trước sau đã có tới ngoài một trăm tên ma đầu bỏ xác tại trưởng máu thanh đông đặc thành suối thịt xương vất vãi trong vòng ngoài mười trận. nhưng càng chết nhiều và bị thương bao nhiêu bọn cao thủ bách đinh hội lại càng hung hăng loạn cuồng sông tới bấy nhiêu lớp trước ngã gục lớp sau phóng tới lấp ngay những chỗ trống ấy Cặp mắt Trí Tôn từ màu sắc tinh quang đã chuyển thành màu máu đỏ vậy. Cả một bầu trời chết chóc đều thu gọn vào đấy. Bây giờ chàng chỉ biết giết và giết. Thân hình như điện chớp đi tới đâu là bóng người gục xuống tới đó. Nhưng đồng thời nội lực của Trí Tôn cũng giảm đi dần. Nếu rằng co mãi chưa biết số phận sẽ ra sao. Giữa lúc trận đấu càng đi sâu ác liệt đột như từ trong tổng đàn Bách Ninh Hội có tiếng quát cửa sấm phát ra. Các người hãy giang ra. Nhanh như xét giật lưng trời một bóng người lùn thấp phóng ra sân trường đứng sững như một bóng quỷ vừa mới hiện về tất cả bọn cao thủ đều ngưng đấu quay lại nhìn bóng người lùn thấp vừa mới xuất hiện Trần trong ký lại bóng người lùn thấp mới đến chẳng ai khác hơn là nhất xú ung bất đan một trong năm tiên đại ác ma trong huyết hải thâm cửu của cam lộ bang công lực của lão ma đầu này cao siêu đến đâu chưa một ai được rõ chỉ biết hắn đang làm hộ pháp cho bách ninh hội từ mấy hôm nay theo lời cầu khẩn của ma nữ dâm độc chiêu hồn điệp tần mỹ nương tất cả bọn cao thủ tại trường ở trông thấy lão đại ác ma ông bất đan liền mừng rỡ quát to lão sư hộ pháp đã đến rồi thằng tiểu quỷ đừng mong sống sót bất giác trí tôn cũng bật kêu nhất số ông bất đan vâng thưa quý vị và các bạn trên đây đã kết thúc phần thứ 20 tiểu thuyết tàn chi lệnh của tác giả trần thanh vân nếu các bạn thấy hay xin hãy vui lòng like chia sẻ đăng ký và ủng hộ cho kênh xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo